Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Table Tennis Review. Mình là Lê Hiệp. Và hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm một sản phẩm mới nhất đến từ nhà Tipha, một thương hiệu bóng bàn đến từ Đức, với công nghệ Pro Tool và dòng sản phẩm mới nhất là Tipha K3. Và mặt vợt này được sử dụng bởi tay vợt top 31 thế giới và từng lọt vào top 8 của Olympic Tokyo năm 2021, đó là Darko Djokic. Và nó nhận được sự phản hồi rất tốt của những tay vợt nghiệp dư thuộc top đầu Việt Nam. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là theo như cảm nhận là có độ ổn định của mặt Nhật, có tốc độ của mặt Đức và độ xoáy của mặt tàu nó như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Theo cảm quan ban đầu của mình với chiếc mặt vợt này thì đóng gói khá là chắc chắn. Ở bên ngoài mặt trước thì có chứng nhận của ITTF, độ dày của mặt vợt. Ở mặt sau thì chúng ta có độ cứng của mặt vợt là 53 độ. Theo thông số của nhà sản xuất đưa ra thì tốc độ là 118, kiểm soát là 100 và độ xoáy là 130. Và bây giờ mình sẽ bóc và dán mặt vợt lên cây cốt mình đang sử dụng là cây Stiga Carbonado 145. Đôi công và giật bóng cho lực bóng tốt, đường bóng có quỹ đạo, cầu vồng lớn và lồng bóng. Điểm rơi của cú giật thường rơi vào cuối bàn, rất là khó đỡ. Bạn có thể cảm thấy bóng lưu trên mặt vợt một chút, tuy không quá nhiều. Nhưng theo mình, với lối chơi hiện đại ngày nay thì đây là một đặc điểm tốt. Giật bóng xoay xuống cho cảm giác rất tốt, dễ dàng tạo xoáy và phá xoáy của đối phương. Những cú giật mạnh, đòn kết với Tipha K3 hay các mặt có độ tất kỳ tương tự luôn luôn là thế mạnh. Xử lý trong bàn là một thế mạnh của K3. Các cú chạm bóng, đặt bóng luôn theo ý muốn của người chơi, sẽ không có cảm giác bị hụt lực giống như khi bạn chơi mặt vợt cuồng phong. Theo mình, khả năng chặn bóng chưa phải là điểm tốt của Tipha K3. Đặc tính tacky và bám xoáy lớn khiến cho mặt vợt này dễ bị ăn xoáy của đối phương. Nếu sở trường của bạn là đối giật và phản công thì Tipha K3 sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Khi bạn vào bóng với một lực đủ lớn, đường bóng cho ra sẽ rất mạnh và sốc về phía cuối bàn cực kỳ hiểm hóc, dễ dàng đánh trả các cú tấn công của đối phương. Sau một buổi thử nghiệm mặt Tipha K3 mới này thì mọi người rất là muốn mình so sánh nó với cái mặt có tacky của Butterfly, đó là Dignic 09C. Thì theo như mình cảm nhận thì là như các bạn có thể thấy ở đây là bóng hơi dính một chút, thì cái lớp tacky ở đây thì là có nhưng mà khá là mỏng. Nên mình nghĩ là cái độ bám dính của nó chắc chắn là không bằng được Dignic 09C rồi. Nhưng mà bù lại nó lại cho ra tốc độ, cho ra tốt hơn, vòng cung bóng cao hơn, độ xoáy vẫn rất là lớn. Về độ bền thì thực ra là mình mới test buổi đầu tiên nên là mình chưa thể đánh giá được về độ bền nó ra làm sao cả. Nên là các bạn có thể qua một thời gian sử dụng các bạn có thể cảm nhận thấy. Nhưng mình nghĩ là so với dòng mặt cứng như thế này thì độ bền nó sẽ khá là lâu dài. Về cảm nhận của mình khi sử dụng mặt Tipha K3 này thì bóng rất là dễ đánh, bóng rất là thuần, cho ra tốc độ tốt, vòng cung bóng cao, có một sự an toàn rất lớn,
nên là rất là phù hợp cho các bạn đánh nghiệp dư hoặc là có thể là trình độ cao vẫn hoàn toàn có thể sử dụng tốt. Dòng mặt vật này thì hoàn toàn phù hợp với khá là nhiều loại cốt. Mình đang sử dụng cây Stiga Carbonable 145 này thì vẫn rất là phù hợp. Các bạn có thể phù hợp với các dòng cốt ALC nữa, sẽ cho ra độ xoáy rất lớn. Trên đây là video cảm nhận về mặt vật Tip HK3 của Table Tennis Review. Nếu các bạn có yêu cầu gì về review loại mặt vợt, cốt vợt hay là dụng cụ bóng bàn nào, hãy comment xuống bên dưới, bọn mình sẽ làm video để cảm nhận. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.